lễ an táng chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà. Trước lễ an táng nhiều giờ, hàng ngàn người dân địa phương đã tập trung ở nghĩa trang để đón đoàn xe chở linh cữu chủ tịch nước Trần Đại Quang. Lễ an táng sẽ bắt đầu vào hồi 15:30 tại quê hương chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 16:08, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban tổ chức lễ tang phát biểu cảm ơn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, thưa đồng bào, đồng chí, thưa gia quyến, đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong những ngày qua, lễ quốc tang đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được sự quan tâm với tình cảm quý trọng và niềm tiếc thương vô hạn của các đồng chí lão thành, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế. Đến nay, ban tổ chức lễ quốc tang đã cùng với gia quyến đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoàn thành chu đáo việc tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, lễ đưa đồng chí Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia quyến đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các bộ ban ngành địa phương, các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào, đồng chí, lãnh đạo các nước, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế đã bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương sâu sắc, đến viếng gửi vòng hoa, gửi điện chia buồn, dự lễ truy điệu, lễ an táng và tiễn đưa đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng. Ban tổ chức lễ tang và gia quyến đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đặc biệt cảm ơn Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đồng bào, đồng chí, các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Ninh Bình và các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả để ban tổ chức hoàn thành nhiệm vụ tổ chức tang lễ đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang theo nghi thức quốc tang, trọng thể, an toàn, chu đáo. Cầu chúc hương hồn đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang yên nghỉ khỏi vĩnh hằng, xin vĩnh biệt đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thay mặt ban tổ chức lễ quốc tang, tôi xin tuyên bố lễ an táng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến đây kết thúc, xin trân trọng cảm ơn. Hình ảnh lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Quê hương ông tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được các chiến sĩ trong đội nghi lễ đặt trên huyệt mộ, trong tiếng nhạc hồn tử sĩ. Linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuẩn bị được hạ xuống huyệt mộ. Đội nghi lễ từ từ hạ linh cữu xuống huyệt mộ. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình thả nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ đồng chí Trần Đại Quang. Các chiến sĩ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức lấp mộ. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Bốn chiến sĩ trong trang phục trắng đứng gác bên mộ. Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người thân chắp tay bái biệt trước mộ và di ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong tiếng nhạc hồn tử sĩ, dòng người trang nghiêm làm lễ mặc niệm tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Những hình ảnh xúc động trong lễ truy điệu và di quan Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sau lời điếu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia quyến đi quanh linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang chào tiễn biệt lần cuối. Sáng ngày 27 tháng 9, lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được tổ chức vào 7:30 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Di ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đội tiêu binh rước tại lễ truy điệu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại lễ truy điệu. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng. Đội tiêu binh rước di ảnh Chủ tịch nước.
ra khỏi nhà tang lễ. Phía sau đội tiêu binh, trong trang phục màu trắng, cũng bắt đầu di chuyển lính cứu, ra xe pháo chờ sẵn. Ở ngoài sân nhà tang lễ quốc gia, đội nghi lễ chuyển lính cứu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ra xe tang. Linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được di chuyển tới xe kéo pháo, trong tiếng quân nhạc trầm buồn tiễn đưa. Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà. Chiều ngày 27 tháng 9, di hài Chủ tịch nước Trần Đại Quang được an táng tại quê nhà ở xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Lễ an táng từ 15 giờ 30 ngày 27 tháng 9 tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh năm 1956, qua đời lúc 10 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9 năm 2018, tức ngày 12 tháng 8 năm Mậu Tuất, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội. Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và các lãnh đạo cấp cao có mặt tại khu vực đặt bàn thờ tới khu mộ linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa khỏi linh xa di chuyển vào khu vực đặt bàn thờ. Theo thông báo của ban tổ chức lễ tang, lễ viếng Chủ tịch nước sẽ được tiếp tục đến 15 giờ 30, sau đó là lễ an táng. Người dân tập trung rất đông quanh khu vực an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Công tác chuẩn bị cho lễ an táng đã hoàn tất. Trưởng đoàn nội tộc Chủ tịch nước đọc lời điếu, đoàn họ tộc nội, ngoại, từng người đi quanh linh cữu Chủ tịch nước. Tiếp sau đó, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình dâng hương. Đội tiêu binh rước di ảnh và chuyển linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến nơi an táng xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Nơi diễn ra lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Vào lúc này, bầu trời xã Quang Thiện nhiều mây không mưa. Tổng Bí thư đọc lời điếu tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban lễ tang, đọc lời điếu tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng. Lời đáp từ của gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ông Trần Quân, con trai cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đại diện gia đình đọc lời đáp từ, bày tỏ lòng biết ơn tới Đảng, Nhà nước và nhân dân. 15 giờ 20, trưởng ban tổ chức lễ tang, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biểu: "Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, kính thưa các đồng bào, đồng chí, thưa gia quyến đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang, sau lễ truy điệu trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, chúng ta đã có mặt tại đây để tổ chức lễ an táng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nơi đã sinh ra và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của đồng chí. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin tuyên bố lễ an táng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu." Đội nghi lễ vào vị trí chuẩn bị lễ hà huyệt, quân nhạc cử bài Hồn Từ Sĩ. Phu nhân Chủ tịch nước nghẹn ngào khi đội tiêu binh thực hiện nghi thức hà huyệt. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình thả năm đất đầu tiên lên mộ phần Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 16 giờ lễ hà huyệt hoàn thành với phút mặc niệm của tất cả mọi người có mặt tại nơi an táng Chủ tịch nước. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình đi vòng quanh mộ tiễn biệt. Hình ảnh linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về tới quê nhà. Linh xa đã đưa linh cữu Chủ tịch nước vào khu mộ ở cánh đồng thôn 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Chiều 27 tháng 9, linh xa chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển trên đường phố Ninh Bình. Dọc hai bên đường, người dân chờ xe đưa linh cữu Chủ tịch nước về an táng tại quê nhà. Đoàn xe di chuyển trên đường phố hướng về thôn 13, xã Quang Thiện. Linh xa đến thôn 13, xã Quang Thiện, nơi Chủ tịch nước Trần Đại Quang an nghỉ cuối cùng. Đội nghi lễ đưa linh cữu được đưa xuống khỏi linh xa trong vòng vây của gia quyến, người thân. Tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, các chiến sĩ trong đội nghi lễ nâng lồng kính trên linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Người thân của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiến về khu đặt bàn thờ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà. Khu vực đặt bàn thờ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Người dân Ninh Bình nghẹn ngào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang về đất mẹ. Trưa ngày 27 tháng 9, tại Ninh Bình, hàng ngàn người dân đứng kín khu vực cầu Quang Thiện, lối vào xóm 13,
xã Quang Thiện, Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để đón Chủ tịch nước. Trần Đại Quang về với đất mẹ. Tại Ninh Bình, từ sáng sớm 27 tháng 9, người dân quê nhà đứng kín hai bên đường chờ đón đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang trở về đất mẹ. Lễ truy điệu diễn ra tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, cùng thời điểm với lễ truy điệu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Người dân Ninh Bình tập trung kín khu tưởng niệm và dọc đường nơi an táng Chủ tịch nước để tiễn đưa người con quê hương. Hàng nghìn người dân đứng kín khu vực cầu Quang Thiện, lối vào xóm 13, xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình và lối vào khu an táng. Lực lượng an ninh điều tiết giao thông để đón đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước. Khoảng 12 giờ, trưa 20.